Thì nhiều người vẫn đang băn khoăn rằng là không biết là cái khai trong suốt này nó hoạt động như thế nào. Đấy, đây là cái trong tay tôi là cái khai trong suốt. Để gỡ gỡ ra cho mọi người xem. Đây, cái khai trong suốt là như thế này. Thế còn đây là cái mẫu hàm mà sau đó là chúng tôi đã in ra cái mẫu hàm. Và là thế nào để có cái mẫu hàm này? Và thế nào để có cái khai trong suốt như này thì tôi sẽ làm video lần sau. Nhưng mà cái câu chuyện đó là rất nhiều người thắc mắc rằng là hỏi tôi rằng là bác sĩ ơi, tại sao cái khe trong suốt này nó lại có khả năng di chuyển răng? Thì đầu tiên ấy là cái khe này nó làm một chất liệu nhựa sinh học và nó rất là mềm, nó đàn hồi. Đây tôi có thể uốn cho mọi người xem. Đấy, nó rất là đàn hồi. Và làm thế nào để có cái khe trong suốt như thế này thì chúng ta phải có cái mẫu hàm in 3D như thế này. Và thế nào để có cái mẫu in 3D như thế này thì ngày hôm nay tôi sẽ bật mí cho các bạn. Thì tôi cái công việc hàng ngày của tôi ấy, đó là ngoài vấn đề khám chữa bệnh ra thì tôi là còn setup trên các phần mềm. Tôi có một cái đội kỹ thuật gồm các kỹ thuật viên và các bác sĩ thì sẽ thực hiện một cái quá trình ra các y lệnh. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Đây thì đây là cái công việc hàng ngày của tôi. Và mình sẽ phải duyệt và làm cái ca khó này trên phần mềm. Thì như mọi người biết rằng là cái hàm răng của chúng ta ấy, sau khi được quét, sử dụng các máy quét thì nó sẽ tích hợp vào các phần mềm như thế này. Đây là các cái phần mềm dịch chuyển răng. Và trên này thì nó có cái thông số dịch chuyển răng. Ví dụ như là trường hợp này ấy, của cái anh này thì nó đang bị hô khớp cắn sâu và còn các khe thưa ấy, thì mình sẽ phải dịch chuyển răng trên phần mềm. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà tôi sẽ phải dịch chuyển như thế này, kéo cái hàm răng sang bên như thế này. Đấy. Mà kéo sang và thực hiện các cái lệnh đánh lún. Ví dụ như đây mình sẽ phải nghiêng các cái răng này như thế này. Đấy, mọi người có thể thấy rằng là tôi đang nghiêng các cái răng. Và cái này thì cần phải có kiến thức đấy các bạn. Bởi vì sao ấy, là nếu mà chúng ta không có những kiến thức về cơ sinh học, chúng ta không biết là lên một kế hoạch điều trị trên phần mềm mà cứ như vậy mà di thực ra trên phần mềm ấy thì nó di răng rất là theo các hướng mình có thể làm được. Thậm chí các bạn ấy, không biết gì về nghề cũng có thể là các bạn nào giỏi công nghệ thông tin có thể làm cái điều như này, là cầm dịch chuyển răng như thế này. Cái điều này phần mềm nào cũng làm được, các phần mềm dịch chuyển. Tuy nhiên ấy, thì dịch chuyển như thế nào, bao nhiêu mili, độ nghiêng, độ xoay như thế nào ấy, thì chúng ta cần phải có những kiến thức hiểu về cái cơ sinh học trong chỉnh nha, hiểu về thậm chí hiểu về bệnh nhân, tình trạng xương như thế nào, và lên một phác đồ điều trị là có nhổ răng hay không, dịch chuyển bao nhiêu mili. Thì cần có những cơ sinh học đặc biệt. Ví dụ như này thì tôi đang biểu diễn cho mọi người xem qua một chút để chúng ta hiểu những khái niệm. Và khi đây trên này, trên cái bảng bên này ấy, là các cái dịch chuyển bao nhiêu mili, và trên phần mềm ấy, thì nó tính toán rất là chính xác. Và sau khi mà đạt được cái mục tiêu đây, tôi đang làm cho mọi người hiểu về cái bản chất thôi. Đấy, ví dụ như mình dịch chuyển sang bên này một tí, sang kia một tí để cho nó thẳng, đánh lún lên. Đấy, mình có thể đánh lún lên dùng các cái lệnh. Mình đấy, các răng, mọi người có thể nhìn thấy là các răng nó đang dịch chuyển lên. Và khi mà đã dịch chuyển cái này, đưa ra một cái kết quả mà tốt về khớp cắn này, về mức độ thẩm mỹ răng vào bao nhiêu, thì sau đó chúng tôi sẽ xuất ra những cái file mà bây giờ trong cái thuật ngữ chuyên môn ấy, thì nó gọi là các cái file 3D. Đấy, nó giống như file ảnh thôi. File ảnh nó là file đuôi JPG, còn file 3D thì nó là đuôi STL. Và sau đó các máy in 3D nó sẽ in ra các cái mẫu hàm như thế này, và chúng tôi sẽ áp dụng các cái máy để ép ra những cái khai như thế này. Đấy, ép ra khai như thế này thì một cái file như thế này là một lần di chuyển răng. Thì thông thường ấy, máy tính nó sẽ nhận ra rằng là một lần di chuyển răng ví dụ như là thông thường khoảng 0.3, 0.4, 0.5 mili, và một cái khai này nó sẽ chỉ di chuyển khoảng 0.5 mili như vậy thôi. Và đấy là những cái ưu điểm thì tôi sẽ chia sẻ tiếp các bạn là ưu điểm như thế nào trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.